Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài số 2 của Illustrator. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài này. Cái bài này thực hành chủ yếu cái lệnh xung quanh cái lệnh xoay. Thì đầu tiên các bạn ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đơn nguyên như thế này, thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái rẻ thôi, sau đó thì chúng ta chỉ cần copy xoay và các bạn làm màu là xong. Chúng ta sẽ sử dụng hình tròn này, các bạn vẽ cho tôi một hình tròn này. Sau đó thì chúng ta sử dụng công cụ line nhé. Đấy, các bạn vẽ một đường line. Đấy, vẽ một đường line như này. Ok, đường line chúng ta cho to lên. Pixel. Đấy. Cái đường line các bạn cứ để 3 pixel để cho nó dài nha. Đấy, sau đó thì tiếp tục chúng ta copy một hình tròn nhỏ ở phía trên này, một hình tròn nhỏ ở phía trên. Đấy. Sau khi chúng ta làm xong này, chúng ta cho cái hình tròn nhỏ lên trên này. Ctrl Shift hoặc vuông phải nó lên trên cùng đấy. Và chúng ta sẽ cắt cái hình tròn này để chúng ta lấy một cái vế như thế này. Đấy, để cắt được hình tròn cho chuẩn nhé, thì các bạn phải xoay cái nét này này. Đấy, xoay cái nét. Thì xoay cái nét thì các bạn hoặc chúng ta có thể vẽ một cái nét mới cũng được, vẽ một cái nét mới đây. Từ đây ta vẽ chụm vào đúng cái đầu này, chúng ta click này. Các bạn giữ phím shift này, nó sẽ chéo 45 độ như này nhé. Đấy. Khi các bạn vẽ thì nó sẽ chéo 45 độ và chúng ta sẽ dựa vào cái góc chéo 45 độ này, chúng ta sẽ cắt nó. Các bạn vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật này. Vẽ hình chữ nhật đúng sát luôn vào cái hình này nhá. Ok chưa? Và chúng ta sẽ cắt. Để cắt thì các bạn mở cho tôi cái bảng Pathfinder ra. Này, các bạn vào Windows này. Đấy, các bạn mở cho tôi cái bảng Pathfinder, chúng ta là Ctrl Shift F9 này. Thì chúng ta sẽ chọn hai hình. Các bạn nhớ cái hình chữ nhật là phải hình vẽ sau, là vẽ lên trên thì về chúng ta sẽ cắt bằng cái thằng minus phân này. Đấy, chúng ta sẽ cắt như vậy. Tương tự như thế chúng ta sẽ cắt tiếp cái thằng ở phía dưới đây. Đấy, chúng ta cũng vẽ cho tôi một hình chữ nhật và chúng ta cũng xoay nó chéo 45 độ như này. Và các bạn để vào cho tôi như này. Đấy, chúng ta nhấn chúng ta nhấn Ctrl Y dài này. Đấy, các bạn zoom lên, các bạn xem chúng ta để vào đã khớp chưa? Đấy nhỉ? Ctrl Y dài thì chắc chắn để vào nó sẽ khớp. Ok. Rồi. Đấy, chúng ta nhấn Ctrl Y dài lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt thôi. Đấy, các bạn chọn hai hình và chúng ta cắt như này. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái hình rẻ quá chéo như vậy. Chúng ta cho hình rẻ quá xuống dưới, Ctrl hoặc vuông Ctrl Shift hoặc vuông trái. Để chúng ta cho nó xuống dưới như này, cái nét lên trên. Và các bạn đổ màu. Đấy, các bạn muốn màu gì thì chúng ta đổ. Ví dụ theo bài này thì nó là màu đỏ đúng không? Chúng ta cứ làm theo đúng bài tôi cũng được. Đây, nó màu đỏ như này, nét viền không có, bỏ nét viền đi. Đấy, cái thằng này cũng bỏ nét viền đi. Ok. Thì ở đây cái chúng ta có cái hình này hiện tại nó đang là nét viền. Chúng ta có thể convert cái nét viền này thành hình để làm gì? Để tí chúng ta đổi màu cả ba thằng cùng lúc cho nó tiện. Đấy, thì để đổi nét viền thành hình các bạn chọn nét viền đấy nhé, và các bạn vào thằng object này. Đấy, chúng ta vào thằng expand này. các bạn ok. Thì bây giờ cái nét Việt này nó thành hình rồi, nó thành mảng như bình thường. Thế thì các bạn có thể vào công cụ Y này, chúng ta hút màu của thằng này được, ok chưa? Còn nó vừa là nét viền thì nó sẽ hút của nét viền thôi, thế nên ra hai thằng này nó không nét viền thì nó không thể hút với nhau được. Thế thì chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Đấy, sau đó thì bây giờ chúng ta chỉ việc group vào nhau, Ctrl G vào để cho nó thành một. À đây, chúng ta còn một cái hình tròn ở đây nữa. Số này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta còn một hình tròn. Hình tròn thì chúng ta đã ăn group ra nhé. Chúng ta còn cái hình tròn này, chúng ta Ctrl C, Ctrl Shift V đúng không ạ? Copy và thu nhỏ nó vào, đổ cho nó màu trắng thôi. Ok, đấy, chúng ta có vào đây các bạn thấy nó có cái bóng đổ xuống đây này. Đấy, nó cũng có cái bóng đổ xuống thì cái này là hiệu ứng vào bóng đổ, chúng ta cũng sẽ làm luôn cho thằng này. Để làm cái hiệu ứng này thì các bạn cho cái màu đỏ này xuống dưới cùng đi, cho cái nét này nó lên trên cái màu đỏ đấy thì tí bóng đổ nó hai thằng nó không bị tách nhau. Đây, để làm hiệu ứng bóng đổ các bạn vào Effect này, chúng ta vào Style này và chúng ta vào thằng Drop Shadow nhé. Đấy thì các bạn sẽ nhấn vào Preview này để chúng ta làm bóng đổ như này. Thì đây chúng ta chỉ cho nó khoảng 30% thôi cho nó đỡ bị đặc quá. Đấy, còn cái độ xa của nó thì X và Y này chúng ta để cho tôi giá trị khoảng 0.02. Rồi, 0.02. 0.02 sợ hơi bé quá. Đây, từ để tôi phải vẽ một cái nền ở phía dưới. Hoặc là các bạn đây, bê thằng này ra để nó trên cái trang giấy nhé. 0.02 thì nó vào giữa tâm rồi. Thế bây giờ chúng ta muốn sửa làm nào? Hiệu ứng này bây giờ muốn sửa không phải chúng ta vào Effect nhé. Nếu vào Effect thì chúng ta gắn đè hai hiệu ứng nên là đến lúc càng khó sửa hơn. Thế chính vì vậy tất cả những gì liên quan hiệu ứng thì các bạn vào thằng Windows, chúng ta mở cho tôi cái bảng Appearance ra. Cái bảng này là cái bảng lịch sử của đối tượng. Đấy, Windows này, Appearance, bảng lịch sử đối tượng. Thì trong này nó sẽ có cái hiệu ứng ở đây, Drop Shadow đây. Chúng ta chỉ cần kích vào và chúng ta sửa nhé. Đấy, các bạn để cho tôi 0.1, 0.02 bé quá, 0.1. Các bạn preview xem thử. Đấy, nó sang đây rồi, nó như thế này là được rồi. Ok. Rồi. Đấy, và tiếp tục chúng ta làm cái hiệu ứng đấy cho cái hình màu trắng này nữa. Cũng lại vào Effect, vào Style, Drop Shadow. Ok. Đấy, thế là bên này nó cũng sẽ đậm lên rồi. Đấy, chúng ta xong được hiệu ứng cho cái hình này rồi. Rồi, đến sau khi xong thì chúng ta có thể group vào, Ctrl G vào. Ok. Đấy, bây giờ thì các bạn có thể làm cái bước tiếp theo đó là copy xoay rồi. Đấy, các bạn có thể copy xoay thành đây 45 độ đó, copy xoay 45 độ. Thì tôi cứ bỏ group ra, tôi không cần phải group để tí nữa chúng ta đỡ phải. Đấy, các bạn vào cho tôi cái công cụ Rotate nhé. Đấy, vào công cụ Rotate, chúng ta pick chuột tâm vào cái vị trí này. Đấy, pick chuột tâm vào đây. Giữ An để đẩy nó ra, chúng ta giữ thêm phím Shift là nó sẽ xoay được 45 độ, nó không sai nữa. Đấy, xong Ctrl D, copy hàng loạt. Ok chưa? Đấy thì chúng ta đã copy hàng loạt xong như này rồi, rất là nhanh. Đây, chúng ta sẽ đổi màu. Đấy, sẽ đổi màu. Thằng này và thằng này. Thằng này bỏ đi, thằng này. Đấy, khoan từ chúng ta chọn như này đi. Chọn luôn cả miếng này. Chúng ta giữ Shift trừ thằng này đi. Đây thử ra xem. Đấy, được rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ các bạn sẽ chọn màu, thì ở đây là màu xanh đúng không? Ta có thể kéo dài cái bảng này ra. Đấy, ta lấy màu xanh. Rồi tiếp theo màu ghi. Chúng ta chọn như thế này. trừ trắng đi, đó vào ghi thì lên đây rồi, ghi ok. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta chọn thằng này, cứ ship trừ thằng này đi, thằng này màu tím đó, màu tím ok. Tiếp theo màu xanh nước biển, rồi tiếp tục màu vàng cam, ok màu hồng, rồi đấy. Đây chúng ta đã làm xong cái màu cho thằng này rồi. Đấy, sau khi mà các bạn làm xong này nhé thì các bạn để cho tôi tất cả những cái mảng này xuống dưới này. Đấy, các bạn chọn tất cả những cái mảng này, các bạn đẩy xuống dưới cùng, Ctrl Shift vào vuông trái đúng không? Đấy, tất cả xuống dưới cùng thì để cho tất cả các cái nét này. Đấy, các cái nét nó đè lên trên. Đấy, cái vừa xong là nét ở phía dưới mà. Ok chưa? Rồi. Đấy, sau khi các bạn làm xong này rồi thì chúng ta vẽ cho tôi một cái hình tròn ở trên cùng đây, chúng ta đặt vào đúng giữa tâm các cái, chúng ta vẽ cho tôi một cái hình tròn như này. Hình tròn này là màu trắng đúng không? Đấy, thì chúng ta để cho tôi là màu trắng đây, màu trắng đây là Ctrl C, Ctrl Shift V và cho nó là màu ghi. Màu ghi chúng ta kéo đây được, ghi vừa phải, to ra một tí nữa, rồi Ctrl C, Ctrl Shift V, trắng, thu nhỏ nó vào. Đó, thế là chúng ta làm xong được rất là nhanh. Đó. Đấy, tương tự thế, bây giờ hai cái thằng này chúng ta cũng phải làm bóng đổ cho nó. Hôm nay các bạn vào Effect và chúng ta vào Style, vào bóng đổ. Ok. Đấy, thằng ở phía dưới này. Đấy, vì nó có hiệu ứng, nó bị lan rộng nên chọn nó khá là khó nên các bạn sẽ ẩn nó đi. Ctrl 3 độ ẩn nó đi. Đấy, và chúng ta chọn nó để làm bóng đổ, xong tí chúng ta hiện nó lên. Đấy thì cái hiệu ứng này bởi vì cái màu ghi ở đây nó trùng nhau. Đấy, nên chúng ta sẽ tăng cái opacity của nó lên khoảng tầm 50%. Chúng ta preview. Đấy, thì cái bóng đổ nó sẽ đậm hơn hình là được rồi. Đấy, Ctrl Alt 3 hiện là kia lên. Rồi, thế theo chúng ta làm xong thằng này. Bây giờ ở đây đấy, cái phần nét này nó đâm vào trong này chứ nó không phải đến đây nó dừng. Thế chúng ta cho cái hình trắng ở ngoài này tiếp tục cho nó xuống. Đó. Ctrl Shift vào vuông trái này, sau là Ctrl vào vuông phải cho nó lên. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ được cái hình như vậy. Đấy, còn những cái thanh này, thanh này thì chúng ta dùng hình rectangle đó, chúng ta vẽ một thanh nhỏ này, chúng ta đổ màu cho nó. Đấy, đầu tiên màu đỏ đúng không? Đấy, copy Ctrl D. Ctrl D. Đầu tiên chúng ta cho nó màu đỏ này, sau là đến tím nữa. Xanh. Vàng cam. Tiếp theo xanh lam. Rồi. Đấy. Thì chúng ta có thể group vào, Ctrl G vào như này nhé. Rồi chúng ta đặt lên thôi. Đấy thì các bạn sẽ có một cái thanh như này. Ok. Ctrl Y dài. Nó ở phía dưới mà, cho lên trên Ctrl Shift Up, Ctrl Shift vào cùng phải, Ctrl Y dài lại. Đấy, đôi khi là chúng ta vẽ nó bị ở phía dưới thì chúng ta Ctrl Y dài thôi nhé. Rồi. Đấy, sau khi các bạn xong được những cái thằng này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến những cái hình bé bé ở đây này, những hình bé bé ở đây. Đấy, chúng ta có thể khóa cái hình mẫu này vào. Đấy, khóa vào, Ctrl 2 khóa nó để chúng ta không động vào nó, để chúng ta vẽ lên trên nó thoải mái nhé. Các bạn vẽ hình người này, chúng ta vẽ hình chữ nhật này, và chúng ta dùng công cụ mũi tên trắng ở ngay phía dưới cái mũi tên đen này này. Đấy thì các bạn quét chuột vào hai cái điểm này và chúng ta kéo tròn thằng này vào nhé. Đó. Đấy thì chúng ta sẽ vẽ được cái hình người khá đơn giản, đúng không ạ? Rồi. Đấy, thứ nhất một hình chúng ta cứ vẽ thì chúng ta gấp đằng sau cái hình tam giác này thì các bạn sẽ vẽ một hình đa giác này. Ta giảm cái số cạnh xuống, đúng không ạ? Giữ Shift và đặt. Đấy. Cái hình này thì chúng ta túm vào cái hình tròn này, chúng ta kéo đầu tròn đi như này. Tiếp theo cái dấu chấm than bên trong, đúng không ạ? Cái dấu chấm than cảnh báo bên trong thì chúng ta vẽ bằng hình rectangle. Kéo tròn và đổ cho nó thành màu trắng đi. Ok. Tiếp tục một hình tròn, kéo tròn. Thế thì ở đây bởi vì chúng ta cái bài này chúng ta cũng chưa học cái lệnh đưa vào giữa tâm đối tượng nên là chúng ta đành phải làm thủ công như này, đúng không? Ctrl G vào. Rồi. Đấy. Đấy, sau khi mà các bạn làm xong cái hình này rồi chúng ta tiếp tục đến cái hình người này thì nó là ba hình to nhỏ khác nhau thôi, chúng ta copy chúng ta đặt vào thôi nhé. Đây là lấy luôn hình này, phóng to thu nhỏ khác nhau. Đấy, cái hình này thì đơn giản quá, mấy hình chữ nhật, đúng không? Không có gì phức tạp cả. Hình mặt cười yê hô chúng ta làm như thế nào? Đấy. Đầu tiên vẽ hình tròn này là cái mặt bên ngoài này, sau đó thì vẽ cái mặt bên trong này bé hơn này. Chúng ta dùng công cụ mũi tên trắng này này, chúng ta chọn cái điểm trên này chúng ta xóa đi nha. Đấy thì chúng ta sẽ có cái miệng nó bên trong này, và đâu hai chấm tròn chúng ta vẽ vào nha. Đấy, cái hình bánh răng này thì khá đơn giản đó. Ở đây các bạn có thể sử dụng cho tôi đây một hình tròn nhỏ bên trong này, Ctrl C Ctrl B dán luôn phía dưới của nó nhé, phóng to ra. Đấy, và lấy trong cắt ngoài đi, và chúng ta vừa rồi có sử dụng cái bảng map header rồi đó. Đấy, cắt ngoài như này. Đấy, hoặc các bạn có thể cắt sau, các bạn cắt sau đi. Cắt sau thì chúng ta lấy tâm nó dễ hơn. Chúng ta vẽ một hình tròn bé ra đây, chúng ta đặt vào. Ok, cứ Ctrl Y dài xem nó như nào rồi. Đấy, bây giờ chúng ta dùng công cụ xoay, đúng không? Xem tâm nó ở đâu thì chúng ta lấy trung tâm này. Đấy, dự án pick vào. Chúng ta copy xoay 45 độ cũng được. Ok. Ctrl Z lại. Đấy, 45 độ thì chúng ta không cần phải mở bằng xoay. Đấy, chúng ta kéo dự án kéo là được. Ctrl D. Rồi. Đấy, sau khi các bạn làm xong chúng ta lấy hình tròn nhỏ này, cắt cái hình tròn to này đi, Ctrl Y dài nhìn cho dễ nhé. Lấy hình tròn nhỏ. Rồi, cắt hình tròn to bằng bát spider cái thằng thứ hai nhé, minus phần này nhé, Ctrl Y dài lại. Đấy, thì chúng ta sẽ cắt thủng được như này. Ok chưa? Rồi sau khi làm xong thằng này Ctrl G nó vào. Đấy, thì các bạn có thể copy ra hình khác và chúng ta phóng to lên như thế này. Đó. Chúng ta đặt nó vào đây. Chúng ta xoay nó đi một téo để chúng ta đưa nó vào đúng cái răng cưa này. Ok. Đấy, tương tự như thế, thằng này cũng phóng to ra. Đấy, chúng ta đưa vào đúng cái răng cưa này. Ok, đấy thì chúng ta có 3 cái hình đây. Còn tiếp tục hình lá thư đây. Hình lá thư thì các bạn vẽ cho tôi hình đầu tiên là vẽ hình chữ nhật trước này. Sau đó thì chúng ta vẽ hình đa giác này. Hình đa giác này thì chúng ta vẽ thành hình tam giác đấy ạ. Đấy. Và giữ shift nhé. Đó, chúng ta để nó vào đây, chúng ta kéo dài bằng ra, chúng ta ép nó xuống một chút. Rồi đấy, xong chúng ta copy lên, chúng ta xoay nó như thế này, chúng ta để lên trên này. Ok, sau đó thì nét viền cho màu trắng. Ok, đó, nét viền bé thôi, 0.25 là được rồi. Và màu màng thì chúng ta cho màu tím nữa đây. Đấy, hoặc chúng ta hút một màu đây cũng được. Rồi, nhưng các bạn nhớ là nếu mà chúng ta hút màu từ ảnh ấy, thì nó sẽ bị mất nét viền. Đấy, đây của tôi là đối tượng đồ họa nên tôi hút được, nhưng mà các bạn nó hút là nó bị mất nét viền này, thì chúng ta lại phải làm lại nét viền nhá. Đấy thì chúng ta có lá thư. Lá thư thực chất nó chỉ là hai cái bảng tam giác đè lên nhau thôi. Đấy, dưới là hình chữ nhật. Thằng này thì đơn giản rồi đúng không? Thằng này thì là mấy hình elip thôi. Rồi chúng ta vẽ mấy hình elip. Đấy, và mấy hình tròn nhỏ nhỏ này. Đấy, ok. Hai hình nhỏ này chúng ta bỏ nét viền đi. Này. Đấy, bỏ nét viền đi là xong. Đấy, thì các bạn copy xuống hình phía dưới. Rồi. Đấy thì chúng ta đã xong được các hình này rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc xếp vào nhé. Đấy. Chúng ta lật nó sang. Đó. Đấy, lật nó sang và thu nhỏ đi một tí. Thì ở đây là lật không cần bảo toàn cái kích thước nên chúng ta có thể giữ an, chúng ta lật rất là nhanh. Đấy, các bạn để nó vào. Đó, nó vào đây. Hình này nằm ở đây. Chấm than. Mặt cười Yahoo. Đấy, tôi ví dụ như thế. Cái này chúng ta hút luôn màu công cụ Y đấy, hút màu. Chúng ta hút luôn màu nó nhé. Cái mặt này chúng ta cũng hút màu giống thằng này. Lá thư này cũng hút màu giống màu tím ở đây. Còn thằng này hút màu giống màu ghi ở đây. Đấy, khi hút màu giống màu ghi thì cái thằng này phải làm lại nét viền, bởi vì nó sẽ bị mất nét viền. Đối tượng kia nó không có nét viền nên chúng ta phải làm lại nét viền cho nó. Ok. Đấy thì sau khi các bạn làm xong như này rồi đó. Sau khi chúng ta làm xong đây thì bắt đầu chúng ta làm được cái text này. Đây, tách thì nó sẽ cùng màu và nó cũng có bóng đổ như này. Thế thì các bạn sẽ gõ cho tôi cái tách vào. Đấy, tách thì cứ dùng công cụ tách này thôi. Các bạn cứ picture vào màn hình và các bạn gõ số 1. Đấy, bôi đen nó này, bôi đen nó và chúng ta chọn chế độ béo này. Đấy, xong. Đấy, thì cái bài này thì các bạn cũng chưa học đến tách, thế đâm ra chúng ta cũng gọi là làm cái tách đơn giản thôi. Các bạn cũng phóng to tách ra. Đó. Sau đó thì hút màu giống như màu của đối tượng của chúng ta và các bạn sẽ làm effect cho nó, bóng đổ cho nó. Thì cái effect này rất là hay, ở trong một bài nó chỉ có được một hướng effect thôi nhé. Đấy, cái này chúng ta sẽ cho nhỏ đi 0.02 0.02 và thằng này cho 30 thôi. Ok. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có một cái bóng đổ cho text có vẻ là 0.1 thôi. 0.1. Ok. Nhìn là chưa đẹp, 0.2 này. Rồi. Đấy, được rồi, ok. Đấy thì chúng ta có bóng đổ cho cái chữ đấy. Bây giờ các bạn chỉ cần copy ra thôi. Copy và chúng ta xếp vào, bởi vì text thì nó cũng không thể nào cân đối được vào một vị trí đâu, bởi vì mỗi một số nó sẽ có một cái định lượng khác nhau, nên chúng ta text thì thông thường để cân với hình tròn thì chúng ta không dùng lệnh cân được và bắt buộc các bạn phải xếp bằng cái cảm quan. Đấy, vì chúng ta mà dùng cái cân bằng thông số, tất nhiên bài này chúng ta chưa sử dụng, nhưng đây đang nói là cái kinh nghiệm đó. Thì bao giờ text cũng phải kéo bằng mắt, bởi vì các cái phần text nó hở đây này, phần vòng này nó sẽ gây một cái cảm giác nó bị lệch. Đấy, nên là chúng ta cân bằng mắt là chuẩn nhất. Đấy, chúng ta vẫn có thể hút màu như bình thường nhá. Đấy, cứ chọn thằng này xong hút màu này. Rồi. Đấy thì các bạn đã làm xong, còn tất cả các chi tiết khác, cái chữ này thì các bạn cũng gõ vào nha. Đấy, còn các chi tiết khác thì chúng ta hoàn thành thôi, nó mang tính chất tương tự. Đấy, sau khi các bạn làm xong này, đấy, các bạn muốn xuất file, ở đây thì nó còn một cái hình màu trắng bên trong này nữa. Lúc tôi làm rồi, nó đâu được, Ctrl Y dài xem nó đâu, nó đang ở dưới đúng không? Đây, nó đang ở dưới thì chúng ta cho lên trên thôi. Rồi, cho lên trên, Ctrl Y dài. Đó. Chúng ta vẽ cho tôi một cái hình này, chúng ta cho màu ghi đúng không? Này, cho màu ghi này, cho xuống dưới cùng. Đấy, nó có nền màu ghi để cho nó tách biệt những cái ô màu trắng của hình ra. Đấy, bây giờ chúng ta làm xong này rồi mà chúng ta muốn xuất file thì chúng ta làm như nào? Đây, chúng ta muốn xuất đối tượng này, không xuất đối tượng bên cạnh này, đúng không? Nhớ là ở phía dưới nó phải là trang giấy như này nhé. Ừ. Thì muốn cho trang giấy vừa đối tượng, các bạn chọn đối tượng này. Ví dụ ở đây tôi có đối tượng đây và trang giấy đây, kệ nó, tôi chọn đối tượng này, tôi vào object này, vào áo bát này, chúng ta vào thằng fit to selected này. Ở đây thì nó có cái bóng đổ nên nó bị lan ra như này, không được, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta vào công cụ ảo bát đây. Đấy. Chúng ta vẽ ra một cái ảo bát mới, đây là ảo bát 2 nhé, cái thằng 1 này chúng ta có thể xóa đi. Đấy. Đấy. Chúng ta vẽ ra một cái ảo bát mới, vào công cụ ảo bát đây nhé, là chúng ta có thể vẽ ra được. Và bây giờ chúng ta xuất file, thì các bạn vào file, chúng ta vào export này, chúng ta vào export s này. Đấy, vào export s Đây ví dụ là tôi chọn desktop chẳng hạn, chọn desktop và chúng ta chọn cho tôi cái đuôi này này, đuôi JPEG nhé. Đấy, và chúng ta kiểm vào dấu yêu hoặc bác người xuất theo trang giấy thì nó chỉ xuất riêng cái đối tượng trong trang giấy này thôi. Đấy, ok. Nếu trong trường hợp chúng ta có nhiều trang giấy, chúng ta phải chọn đúng tên số trang giấy là bao nhiêu. Đây có một trang giấy thôi thì cứ để một để mặc định, on thì cũng là xuất tất, nhưng đây chỉ có một trang giấy thôi. Đấy, chúng ta export và nó sẽ hỏi về cái chất lượng file thì các bạn để cho tôi chất lượng cao thôi, còn nếu mà chúng ta muốn giảm thì chúng ta giảm lên do mục đích của chúng ta nha. Ok. Rồi. Thì đấy là chúng ta đã xuất file xong và các bạn sẽ có một cái file đây, một cái file ảnh như này. Đó, chất lượng nó khá là tốt. Rồi. Ok chưa? Đấy thì bài hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây. Các bạn xem và làm theo. Chúc các bạn thành công. Các bạn đã xem video, các bạn nhớ subscribe kênh để chúng ta có thể xem nhiều những cái video khác tương tự. Và ở trên kênh này thì tôi còn dạy rất là nhiều các chương trình khác, ví dụ như là After Effects, ví dụ như Premiere, ví dụ Photoshop này, InDesign, AutoCAD và 3D này. Chính vì vậy là nó có rất nhiều các chương trình thì các bạn theo dõi để chúng ta có thể học được rất là nhiều thứ. Và ngoài ra thì còn có những cái thủ thuật, những cái gì mới của các chương trình, những cái phương pháp hay tôi cũng sẽ sưu tập và tôi sẽ đăng lên cái kênh này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.